Thưa quý vị và các bạn, Tết Chôn Trân Nam Thơ Mây là ngày Tết cổ truyền lớn nhất trong năm của đồng bào Khmer, thường kéo dài trong 3 ngày. Những ngày này, đồng bào Khmer tập trung vào chùa để tham gia các nghi thức hoạt động chào đón năm mới. Phóng sự sau đây của nhóm phóng viên thời sự tại tỉnh Trà Vinh. Tết Chôn Trân Nam Thơ Mây được tổ chức vào đầu tháng Vô Sắc, còn gọi là tháng Chiết theo Phật lịch Tiểu Thừa. Dù vào tháng nào, theo lịch Khmer, Tết Chôn Trân Nam Thơ Mây cũng bắt đầu từ ngày 14 tháng 4 đến ngày 16 tháng 4 dương lịch. Riêng năm nhuận thì Tết này diễn ra từ ngày 13 tháng 4 đến ngày 16 tháng 4. Theo đồng bào Khmer cho biết, thì mọi nghi thức Tết Chôn Trân Nam Thơ Mây chủ yếu diễn ra tại chùa. Trong những ngày Tết, chùa sẽ trang trí và tổ chức nhiều nghi thức để người dân đến tụng kinh cầu phước, cầu siêu cho những vong linh đã khuất, rước chư thiên, đắp núi cát với mong ước mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu. Như vậy thì Tết cổ truyền của người Khmer thì diễn ra trong 4 ngày. Bởi vì năm nay nó lạ hơn một chút, có nghĩa là mỗi năm thường có 3 ngày thôi, nhưng mà năm nay thì có 4 ngày. Mỗi năm á, không có nhuận, nhưng mà năm nay thì có nhuận, nên có 4 ngày. Tết này nó rất là quan trọng và có ý nghĩa rất là lớn lao đối với tất cả các hàng Phật tử Khmer. Đó là một vấn đề rất là quan trọng về sự tôn kính đối với thần gọi là Tiếu Hoa Đa. Là người luôn hỗ trợ, giúp đỡ cho tất cả mọi chúng sanh đều có sự may mắn. Tết Chôn Trân Nam Thơ Mây còn gọi là Tết Chịu Tuổi, diễn ra trong 3 ngày với những nghi lễ khác nhau. Ngày thứ nhất gọi là Sankran, có nghĩa là bước đi. Ngày thứ hai gọi là Wonbok, có nghĩa là thiếu hoặc thừa. Ngày thứ ba gọi là Lonsak, có nghĩa là tăng lên. Để người dân có cái Tết ý nghĩa, hầu hết các chùa đều có sự chuẩn bị chu đáo từ những ngày trước Tết. Tết Chôn Trân Nam Thơ Mây vừa là ngày đầu năm mới, thời vụ mới, vừa là ngày vui của đồng bào Khmer. Năm nay là để mình thay đổi năm cũ, là bước qua năm mới, đó, để cho là từng làm mỗi năm theo cái hướng dẫn của nhà Phật từ lâu đến nay, để mình đã phục vụ theo lời dạy dạy của Phật. Nhưng vậy ngày con lễ ngày hôm nay thì trong Phật bảo thì lễ vật là mình để đón là năm mới. Thương ông Thiên xuống ngày hôm nay để đón, trong đó có phục vụ có là trái cây và nhang đèn cây là trái cây để phục vụ để mình đón ông để xuống là trần gian để là coi như là phục vụ cho trần gian. Xã Trường Thọ, huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh hiện có khoảng 75% người dân là đồng bào Khmer. Chính vì vậy Tết Chôn Trân Nam Thơ Mây luôn được các chùa chuẩn bị chu đáo để người dân bày tỏ tín ngưỡng, lòng hiếu thảo trong những ngày Tết, cũng như Tết Nguyên Đán của người Việt. Tết Chôn Trân Nam Thơ Mây của dân tộc Khmer có ý nghĩa mừng năm mới theo lịch cổ truyền của đồng bào là Tết Chịu Tuổi. Đây là dịp để giáo dục con cháu về lòng hiếu thảo với tổ tiên, ông bà, cha mẹ. Các thành viên trong gia đình cùng tề tụ sum họp sau những ngày tháng làm việc, lao động vất vả.